Xin chào các bác quay trở lại kênh của Giang ở Đỏ TV. Thì tiếp tục hôm nay em lâu nay em lại có một ít hàng để bán cho các bác. Nó mấy bữa nay em nói chung là nó vào cái mùa nắng nóng này thì em hay đi lắp điều hòa cho khách ấy, thành ra là nó cũng hơi vội một tí. Đó thì mấy hôm nay em lại mấy cả điện thoại em bị hỏng đây. Thì mấy hôm nay em lại về được một ít hàng. Đó. Đây là ít motor to nhỏ trung bình có hết này. Đây là loại khoảng trung bình này. Đó, loại to này. Đó, loại to này. Em thấy viết các vết chân là chưa hàn hết kìa đâu. Ở đây là loại nhỏ này. Đó, loại nhỏ này. Nói chung em thấy hàng này như kiểu hàng là hàng lưu kho các bác ạ. Đó. Hàng vết chân chứ vẫn còn mới cứng, chưa đi hàn hết gì luôn này. Đấy, rồi em sẽ test thử một con luôn nhá. Em mình yêu mấy con này với các bác về chế cháo thì chế quạt kia em nghĩ ổn. Đó, chạy tít mù luôn. Ăn đang không phải có 0,3 gọi 0,038A thôi. Con này ăn này thì gần như là gọi là không tốn tiền điện các bác ạ. Đây còn to hơn đi. Đó. Đấy, cái quay tít mù rồi. Em không mấy gì vào đây để mà cho bác xem, con này quay tít luôn. Em tắt nhá. Đó, bật quay này, nó quay tít luôn đấy. Em ăn khoảng bao nhiêu A này? Con này ăn có 0,1A thôi. Đó. Ăn cực kỳ ít điện. Thì giống motor nhỏ nha bác nhá. Cái loại mua hàng loại nhỏ nhỏ này. Đây em đo kích thước cho các bác này. Vì nói chung là nó sẽ có nhiều là kích thước nhưng em đo áng áng thôi. Con này là 3,5 này. To khoảng 2,5 này. Đó, to 2,5 này. Đây các bác này, to 2,5. Chiều dài của nó là khoảng 3,5. Đó, thì loại này em bán cho các bác là 100.000 20 cái. Đấy, 100.000 20 cái em cứ bốc xô của này nhá. Bốc xô của này này. Đấy, thì em thì nói chung số lượng nó rất là nhiều, em không thể nào test hết được từng con một. Đó thì các bác nói chung 100.000 20 cái em nghĩ để cần trẻ con nào chết đâu. Đấy, ví dụ như con này đi. Hàng này thì nó hàng mới nó lưu kho thì nó chỉ ví dụ như kẹt hoặc cái gì đấy, đây chạy tít mù các bác này. Đó, đây gần nhá. Gần cho các bác xem này. Rồi, bánh răng của nó nhá. Chạy tít mù luôn. Đó, chạy ác không? Ăn có 0,05A thôi. Đó, về các bác mua có 100.000 20 cái thì cứ bán combo 100.000 20 cái về các bác muốn chế cháo gì cũng được. Đó. Tiếp tục đến em loại trung bình nhỡ này. Đây nhỡ thì nó cũng có nhiều loại lắm. Có loại to to, có loại dài dài. Đấy, loại dài dài hơn một tí này, loại nhỏ hơn một tí. Đấy. Nói chung là em có bốc xô thế đây để em sẽ đo kích thước này. Con này dài khoảng hơn 4 cm. Đây như con này em nào, con này dài cũng lại gần 5 cm. Đó, gần 5 cm này. To thì con này nó sẽ khoảng 3 cm. Đây, con này cũng khoảng 3 cm. Đấy, con dài con ngắn em có bốc xô nhá. Đây bên này thì là 100.000 20 cái thì bên này em sẽ bán nó 100.000 10 cái. Đó, loại nhỡ nhỡ con này. Đây, em thử lấy cái con này đi. Đây, con này nó có cái bánh răng này. Nhìn cho quay cho nó nhìn nó dễ. Xem ăn khoảng bao nhiêu A này. Đấy, ui, quay tít mù luôn bác ơi. Đấy, nó có bánh răng bác này. Đây, em cho gần gần nhá. Đấy, đấy, giờ quay tít chưa. Con này ăn cũng đặc biệt là thấp này. Nó 0,2A thôi. Đó, 0,22A. Đấy, ví dụ thế. Đấy. Em đem nó để 12V nhá. Đấy. Quẹt rất là tít. Còn đây tiếp tục này. Em có thêm ít motor loại hàng to to của này. Đó, rất là to này. Con này thì các bác nào mà chế quạt em cực kỳ chuẩn bài. Nó kiểu như thay cái quạt mà 775 đấy. Đây con này là 5,5 cm này. To của em nó khoảng 3,5. Đó, to 3,5 này. Đấy, em chưa để hết này. Đấy, nó khoảng 3,5 các bác ạ. Đấy. Dài thì tầm 5,5, 5 mấy đó. Đó. Thì các bác về chế quạt con này thì cũng nghĩ, em nghĩ y bài. Đây, âm cấp bên này đi. Nói chung mà mình sai đầu, mình chuyển đổi đầu không được gì. Cái giống motor rửa than này thì không no các bác ạ. Đó, quay tít mù luôn. Ăn con này đang là 0,6A. Khi các bác cấp tải vào chắc là sẽ khoảng tầm 1A rồi đấy. Đấy.
có cái canh quạt và nó sẽ ăn thêm tí ti nữa. Đây, em bốc gọi là bốc linh tinh này. Vì thực ra số lượng nó nhiều cái này em không thể nào em có thể ấy được. Đấy, con này ăn không có 0.04A này, 0.5A này. Đó, nó 0.05 chứ. Cực kỳ ít các bác nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ siêu rẻ cho các bác rồi. Con này thì 100.000 em nhắc lại, con này 100.000 20 cái này. Loại nhỡ này là 100.000 10 cái này. Còn loại to to của này là 100.000 5 cái. Đó, coi như chính trung bình là có 20.000 một cái này thôi. Mà hàng thì đây em như nhìn đấy. Nó là hàng lưu kho, nó vứt ở trong cái đống bãi của nó thì kiểu gì nó sẽ bị xước sát rồi đấy. Đấy, nó không phải là mới 100% được. Hoặc đây nó dính nước tí nó hơi bị rỉ này. Đây em test thử con rỉ cho bác nhá. Đây, test thử con rỉ cho các bác luôn này. Xem chạy được không nhá. Đó, chạy tít mù luôn. Ăn dòng vẫn y như con kia, vẫn có 0.6A, 0.65A. Đó, ăn không khác gì một con nhìn mới kia. Tí vỏ rồi mà các bác về cạo cạo một tí đi là ok thôi, nó không vấn đề gì đâu. Đó. Và bên này đây em có ít bị rỉ, đây em sẽ chuyển con cam ra không đấy nhá. Đây bên này em có ít rỉ này. Đây thì có những cái con nhỡ, con bé tất cả linh tinh này kia. Đấy, hàng nó bị rỉ nhiều quá rồi. Đấy. Đây em được test thử luôn, để 12V test thử luôn này. Đấy. Đó, vẫn quay tít mù các bạn ạ. Thực ra nó chỉ là vỉ ở bên ngoài vỏ thôi. Đây, nó vẫn ăn có 0.034A này. Đó, ngoài vỏ nó bị rỉ, nhưng bên trong vẫn chịu hoạt động bình thường các bác nhá. Đó. Thì giống này ạ, cái loại nhỏ nhỏ nhỡ này thì em bán là 100.000 30 con. Đó, 30 con loại nhỏ nhỡ này, bốc cũng gọi bốc xô cho các bác. Đó, bên ngoài nó hơi rỉ thì một chút, nhưng mà ngược lại mình dùng vẫn ok. Đây, đó, những con này vẫn còn nhỡ nhỡ này. Thế em cứ bốc xô cho các bác, chứ cần để mà chọn thì chắc là em không chọn nổi được. Đó, rất nhiều cái con đầu như nhỡ con này nhá. Đó, 100.000 30 con này. Đấy, số lượng này nó chỉ trong thùng nhỏ nhỏ thôi. Đó. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Chúc các bác một ngày tốt lành các bác nhá. Thì mong các bác sẽ đăng ký kênh và chia sẻ cho video của em để có được nhiều người xem hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều.